cùng đến với kênh Ý Lực Sống suy niệm lời Chúa của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 10 từ câu 28 tới 31 của ngày thứ ba tuần thứ 8 mùa quanh năm. Khi ấy Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật cả con, không ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất." Mời các bạn cùng bước vào phần suy niệm. Các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe biết về một sự đảo ngược những giá trị theo cái nhìn của trần gian, hầu dẫn đưa chúng ta tới giá trị thiêng liêng cao quý hơn. Đó là việc sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, ngay cả cha mẹ, gia đình, cũng như mọi sở hữu của cải của chúng ta. Lời đòi hỏi của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay xem ra thật gắt gao, đi ngược lại với những lợi ích thực tế trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Thưa các bạn, đối diện với những đòi hỏi này, Phêrô, nhân dân, các tông đồ đã thẳng thắn hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy." Marco chương 10 câu 28. "Như vậy chúng con sẽ được gì?" Đối với con người chúng ta thì gia đình, của cải vật chất là những yếu tố cần thiết cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Nhưng đối với Chúa Giêsu, để được làm môn đệ của Ngài thì cần phải dứt khoát từ bỏ ngay cái lẽ sống này để chấp nhận một lẽ sống khác. Chúa Giêsu đã tự đặt mình như là cha mẹ, anh chị em và vân vân cho những ai vì người mà từ bỏ mọi gắn bó với thế gian của cái vật chất này. Nhưng đừng sợ, vì Chúa sẽ thưởng cho những ai thành tâm theo Ngài. Một gia đình Đức Kitô đông đảo hơn gia đình trần thế này nhiều, và một cuộc sống phong phú, hạnh phúc gấp ngàn lần trong tình yêu của Ngài. Để được nhận thưởng những giá trị đích thực đó, tất nhiên không ai có thể đi qua một con đường khác được. Đó là cùng bước đi trên con đường thập giá với Chúa Giêsu. Ai thực hiện được điều đó sẽ là người được nhận lại gấp trăm lần ở đời này, và đời sau được tham dự vào sự sống đời đời. Tin mừng Marco chương 10 câu 30. Thưa các bạn, Thiên Chúa luôn công bằng và thật rõ ràng để không để bất cứ ai vì theo người mà phải chịu thiệt thòi cả. Chúa Giêsu là một con người, là đứng rất thực tế và không muốn lừa dối bất cứ ai. Tất cả những gì mà chúng ta hay những ai bị thiệt thòi hôm nay vì danh Ngài, ắt sẽ được bội thu trong cuộc sống mai sau với Ngài. Thưa các bạn, từ bỏ ở đây tôi muốn nhấn mạnh là không phải là trôi bỏ, vứt bỏ đời sống trần gian. Không phải thế. Con người chúng ta vẫn sống giữa trần gian, nhưng là từ bỏ những tham vọng trần gian để đi về vĩnh cửu. Chúa Giêsu cũng đang cần mỗi người chúng ta là những Phêrô của cuộc sống hôm nay. Chúa đang cần những người thợ gặt của giờ thứ 11, cần những thợ gặt cho cánh đồng lúa chín vàng với tinh thần từ bỏ cần thiết. Chúng ta hãy tin tưởng vào lời hứa ban của Ngài và nguyện xin Ngài luôn là hạnh phúc muôn thuở, là cùng đích cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy niềm vui. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trên những video clip suy niệm sắp tới của tôi.